Em có một ca lâm sàng, đấy là một bệnh nhân nam 52 tuổi. Bệnh nhân này thì có tiền sử hút thuốc lá 5 bao năm, tuy nhiên đã bỏ 10 năm. Thì bệnh nhân chưa được chẩn đoán bệnh phổi gì bao giờ và cũng không có cái tiền sử tiếp xúc hay là nghề nghiệp gì đặc biệt. Và cái quá trình diễn biến của bệnh nhân là trong gần một năm, từ tháng 7 năm 2019 cho đến tháng 6 năm 2019, và kết cục cuối cùng là tử vong. Vào tháng 7 năm 2019 thì do đi khám sức khỏe định kỳ thì bệnh nhân phát hiện ra có rối loạn lipid máu, và do vậy thì được chỉ định dùng statin để điều trị. Và sau 2 tuần điều trị statin, đến tháng 8 năm 2019 thì bệnh nhân có xuất hiện sốt, đau mỏi cơ, khó thở và đi khám kiểm tra xét nghiệm có CK lên 11.000 và chụp phim phổi thì có mờ giải rác ở hai đáy phổi. Do đó bệnh nhân đã được tiến hành nội soi phế quản, làm các bi lăng lao trong dịch phế quản và kết quả đều âm tính. Do đó bệnh nhân lúc đó được chẩn đoán là viêm phổi trên tăng men cơ, theo dõi là do statin. Và bệnh nhân được điều trị bằng methylprednisolone và kháng sinh. Sau đó thì bệnh nhân tiến triển tốt hơn, không sốt, đỡ khó thở, đỡ đau cơ, ra viện. Đến tháng 10 năm 2019, tức là sau 2 tháng thì bệnh nhân lại xuất hiện sốt trở lại 39 độ rưỡi, có khó thở, suy hô hấp nhưng mà không đau, mỏi cơ và không ho. Và lúc đó bệnh nhân đi khám xét nghiệm có CK chỉ có 200 đơn vị trên lít, bạch cầu là 9.900 và procalcitonin không cao, chỉ có 0,08. Bệnh nhân được chụp phim HRCT ngực và có hình ảnh tổn thương kính mờ, đông đặc, mà giãn phế quản co kéo. Đây là phim của hồi tháng 10 năm 2019. Thế thì lúc đó bệnh nhân được chẩn đoán là viêm phổi kẽ và được điều trị bằng corticoid trong vài hôm với liều là 80 mg một ngày nhưng không đỡ. Sau đó thì bệnh nhân kể là được sử dụng liều bolus với liều 500 mg trong 3 ngày, phối hợp với cả truyền IVIG và kháng sinh phối hợp bằng imipenem, levofloxacin, linezolid và biceptone. Sau 2 tuần thì bệnh nhân hết sốt nhưng mà vẫn còn khó thở. Đến cuối năm 2019 thì bệnh nhân là đi sang nước ngoài để được chẩn đoán và điều trị. Thì tại nước ngoài thì bệnh nhân được làm xét nghiệm CK, C3, C4 đều trong giới hạn bình thường. Và họ được làm một loạt các cái kháng thể, trong đó có anti-SSA và anti-Rho52 là dương tính. Còn các kháng thể khác như là NRP, anti-SM, anti-SSB, SL70, JO1, các kháng thể kháng nhân vân vân thì đều âm tính. Và lúc đó bệnh nhân được tiến hành sinh thiết phổi mở. Với kết quả giải phẫu bệnh, họ đọc là có hình ảnh viêm phổi tổ chức hóa trên giải phẫu bệnh. Do đó thì bệnh nhân được chẩn đoán là viêm phổi tổ chức hóa vô căn và được điều trị với liều là prednisolone 60 mg một ngày, sau đó giảm liều dần trong vòng 6 tháng. Thì bệnh nhân có đáp ứng với liệu pháp đó và bệnh nhân có đỡ khó thở và tình trạng lâm sàng tương đối ổn định. Bệnh nhân có cái ảnh chụp hôm sinh thiết phổi mở ở bên nước ngoài đấy ạ. Tuy nhiên đến tháng 5 năm 2020 thì bệnh nhân khi mà liều prednisolone xuống còn 2 viên một ngày thì các cái triệu chứng về đau mỏi khớp xuất hiện, bệnh nhân khó thở tăng lên, khó thở khi gắng sức. Và đến tháng 6 năm 2020 thì bệnh nhân nhập viện ở chỗ em với tình trạng là suy hô hấp, SpO2 là 89% thở khí phòng. Khi thở oxy 3 lít một phút thì lên được 97%. Phổi thì có gian ẩm, có gian nổ ở hai đáy và có yếu cơ gốc chi. Các cái xét nghiệm khác đáng chú ý đó là men AST ALT là 118 và 54, CK là 3006. Và chúng em có làm lại các cái kháng thể cho bệnh nhân thì có anti Jo1 dương tính, anti kháng thể kháng nhân với biện pháp miễn với phương pháp miễn dịch huỳnh quang thì là dương tính với kiểu hình là cytoplasmic 2 cộng. Bệnh nhân vì có cái tình trạng tăng CK và yếu cơ gốc chi cho nên được làm điện cơ và có hình ảnh tổn thương cơ. Sau đó chúng em có tiến hành sinh thiết cơ cho bệnh nhân và kết quả giải phẫu bệnh là viêm đa cơ. Đây là cái hình ảnh phim chụp phổi vào tháng 6 năm 2020 tại chỗ của chúng em. Và bệnh nhân cũng vẫn có cái tình trạng có cái tổn thương giãn phế quản co kéo, có tổn thương kính mờ, đông đặc rải rác, tổn thương lưới. Và đây là hình ảnh sinh thiết cơ của bệnh nhân và kết quả đọc cái mô bệnh học là viêm đa cơ. Như vậy đến tháng 6 năm 2020, sau gần một năm bắt đầu có triệu chứng thì bệnh nhân đã được chẩn đoán là suy hô hấp, viêm phổi kẽ sơ hóa và đến sau đó nó có cái chẩn đoán là viêm phổi kẽ sơ hóa tiến triển trên bệnh nhân viêm đa cơ. Về phác đồ điều trị thì sau khi có cái chẩn đoán như vậy, chúng em dùng liều methylprednisolone 80 mg một ngày. Thì bệnh nhân trong cái tuần đầu tiên sau cái liệu pháp đó thì có cải thiện hết sốt. Tuy nhiên vài ngày sau thì bệnh nhân lại
xuất hiện cái tình trạng suy hấp ngày càng tăng và sau đó xuất hiện sốc nghi là do nhiễm trùng bệnh viện phối hợp. Mặc dù bệnh nhân đã được chuyển đến khoa hồi sức tích cực và điều trị rất tích cực với các biện pháp kháng sinh, lọc máu, thở máy, nhưng cái tình trạng không cải thiện và bệnh nhân tử vong rất là nhanh sau một tuần tại ICU. Như vậy, ở đây em có một số cái bàn luận liên quan đến ca này. Thứ nhất là viêm đa cơ, viêm da cơ hay là hội chứng anti-sensitize thì thường là được điều trị và chẩn đoán tại cơ xương khớp hoặc là viêm khoa miễn dịch dị ứng. Thế thì trong những cái khoa đấy thì tổn thương cơ hoặc là tổn thương da thì thường được coi là cái tổn thương chính và ít có bác sĩ chú ý đến vấn đề tổn thương phổi trong những bệnh nhân này. Tuy nhiên trong các nghiên cứu thì người ta thấy rằng là có tới 2/3 số bệnh nhân viêm da cơ, viêm đa cơ có thể có tổn thương phổi kẽ từ các mức độ từ nặng đến nhẹ. Và có một điều rất đáng chú ý đó là tổn thương phổi kẽ có thể xuất hiện trước viêm cơ hoặc viêm da và cũng có một số trường hợp là hai cái loại tổn thương đấy nó xuất hiện đồng thời. Do vậy thì các bệnh nhân nhóm này có thể là đến gặp bác sĩ hô hấp trước đầu tiên. Nếu mà bác sĩ hô hấp không có cái awareness of cái bệnh viêm da cơ thì mình có thể bỏ qua cái chẩn đoán đấy. Và thực tế bệnh nhân này đã bị bỏ qua chẩn đoán viêm da cơ mặc dù đến rất là sớm. Thế thì các cái tiêu chuẩn chẩn đoán thì em cũng có nêu lên đây để nhắc lại một chút thôi ạ. Trên cái hình ảnh HRCT của bệnh nhân tổn thương phổi kẽ trong viêm da cơ thì cái hình ảnh chính của nó là NSIP, OP và có thể ít gặp UIP. Thì NSIP, OP thì ngày hôm qua chúng ta cũng có cái phiên phổi kẽ và trong đó các tác giả cũng trình bày rất là kỹ về những tổn thương này rồi. Ít thời gian nên em cũng không em không trình bày lại. Tuy nhiên trong cái ILD của viêm da cơ thì cái hình ảnh rất điển hình đó là hình ảnh tổn thương dạng lưới, kính mờ, có giảm thể tích phổi, có giãn phế quản co kéo, có đông đặc giải rác quanh các phế huyết quản và ưu thế ở phần dưới của phổi. Thì nếu như mà các bác sĩ hô hấp mà chúng ta gặp cái hình ảnh như vậy, chúng ta cần phải nghĩ đến các bệnh phổi kẽ trong bệnh mô liên kết và đặc biệt là viêm da cơ. Và cái tổn thương mô bệnh học, nếu như bệnh nhân được sinh thiết phổi, có thể là sinh thiết xuyên thành ngực, xuyên thành ngực, xuyên thiết xuyên vách hoặc sinh thiết phổi mở, thì các hình ảnh mô bệnh học nó cũng tương ứng với hình ảnh HRCT đó chính là NSIP, UIP hoặc là OP. Trong trường hợp mà tiến triển thì có thể có hình ảnh viêm phổi kẽ cấp tính. Các cái xét nghiệm tự kháng thể cũng rất quan trọng trong chẩn đoán và có 8 cái kháng thể anti-sensitize có thể làm được. Tuy nhiên ở Việt Nam mình thì không phải là chỗ nào cũng cơ sở nào cũng làm được hết những cái kháng thể này, nhưng mà theo em biết thì cái anti-JO1 thì cũng có nhiều nơi làm được rồi. Ngoài ra những cái kháng thể khác chuyên sâu hơn thì một số cơ sở chuyên sâu có thể làm được, ví dụ như ở Hà Nội thì có bệnh viện Da liễu Trung ương là họ có cái kit để làm rồi. Và có các cái nghiên cứu cho thấy cái mối liên quan giữa nồng độ tự kháng thể JO1 với nồng độ CK huyết thanh. Có nghĩa là khi mà JO1 dương tính thì CK thường tăng cao, còn khi JO1 âm tính thì CK không cao lắm. Nó rất tương ứng với cái tình trạng bệnh nhân này, cái hồi mà đi khám tại bên nước ngoài thì JO1 là âm tính và lúc đó CK chỉ có 200 thôi. Chính vì vậy cho nên bệnh nhân mới bị bỏ qua chẩn đoán và được chẩn đoán là viêm phổi tổ chức hóa vô căn, trong khi đó ở đây là viêm phổi tổ chức hóa có căn nguyên chứ không phải là vô căn. Do vậy cho nên khi bệnh nhân được chẩn đoán nó không chính xác thì cái liệu pháp điều trị không chính xác, bởi vì bệnh nhân chỉ được sử dụng liệu pháp corticosteroid. Trong khi đó nếu như bệnh nhân được chẩn đoán là viêm da cơ và có tổn thương phổi kẽ thì lúc đó người ta có cái chỉ định dùng phối hợp corticosteroid và các thuốc chế miễn dịch, đặc biệt là CellCept đã được các nghiên cứu chứng minh là CellCept có cái tác dụng rất tốt trên phổi ở những bệnh nhân phổi kẽ viêm da cơ. Và trong những trường hợp mà bệnh nhân không đáp ứng với cái liệu pháp như vậy thì bệnh nhân có thể được sử dụng rituximab. Tất nhiên đấy là những cái thực hành tại nước ngoài thì họ đã có chỉ định rituximab cho những trường hợp viêm phổi kẽ tiến triển, nhưng mà ở Việt Nam mình thì rituximab chưa được chỉ định trong những trường hợp này và nó rất là đắt tiền. Tuy nhiên mình vẫn có một cái rescue cho bệnh nhân trong trường hợp bệnh nhân có thể chỉ có điều kiện kinh tế chẳng hạn. Do vậy thì để kết luận thì em có thể nói rằng là trong viêm da cơ thì cái tổn thương phổi kẽ cần được chẩn đoán xác định sớm và cân nhắc lựa chọn dựa trên từng bệnh cảnh lâm sàng cụ thể để tránh bỏ sót chẩn đoán, nhất là các cái ca mà tổn thương phổi lại xuất hiện trước khi có tổn thương da và cơ. Do vậy thì cái việc chẩn đoán đúng và sớm sẽ giúp điều trị đúng và kịp thời, cải thiện triệu chứng, tiên lượng và thời gian sống thêm cho bệnh nhân. Tránh đáng tiếc những cái trường hợp này là mặc dù bệnh nhân thể trạng rất tốt và có điều kiện y tế nhưng mà lại tử vong rất là sớm sau chưa đầy một năm. Em xin cảm ơn. Vâng, bảo đảm vừa khít thời gian đúng không?